Trải nghiệm cảm giác quý tộc với bộ môn thể thao mới mang tên bắn cung. Nhắc đến cưỡi ngựa, bắn cung, chắc hẳn cả nhà đều nghĩ đến hình ảnh quý tộc thời xưa. Thế nhưng thời gian gần đây, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm cảm giác như những quý tộc với bộ môn đang làm giới trẻ mê đắm, bắn cung. Vừa rèn luyện sự tập trung, vừa giúp giải tỏa stress cũng như nâng cao thể lực, bắn cung đang trở thành môn thể thao thu hút giới trẻ ở Việt Nam hiện nay. Thay vì chỉ ngắm nhìn cảnh bắn cung qua màn ảnh, giờ đây việc tiếp xúc với môn này không còn xa vời. Sau một vòng quanh các câu lạc bộ tập bắn cung, người yêu thích bộ môn này sẽ thấy khá đông những cung thủ nghiệp dư đến tập luyện, bất kể độ tuổi và giới tính. Bắn cung là một môn thể thao tốt để rèn luyện thể chất lẫn tinh thần, không phân biệt độ tuổi. Trên thực tế, môn thể thao này thiên về rèn luyện sự tập trung, kiểm soát bản thân, tăng tính linh hoạt và khả năng phối hợp để xây dựng tinh thần bền bỉ cho người chơi thông qua việc tự xác lập các kỷ lục riêng. Trong thời điểm hiện tại, bắn cung vẫn là bộ môn thể thao xa lạ với giới trẻ. Thế nhưng sự hiện diện của các câu lạc bộ và cộng đồng bắn cung gắn kết cũng đã, đang và sẽ góp phần đưa bộ môn này đến gần hơn với đại chúng. Đồng thời, đây là cơ hội đưa bộ môn thể thao mới giúp giới trẻ nói riêng và mọi người nói chung rèn luyện thể chất và giải quyết những vấn đề về sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị trong ngày.